Bị mắc bệnh mãn tính, tháng nào bà Lê Thị Hòa ở Tây Hồ, Hà Nội cũng phải tới khám bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội. Nhiều năm nay với bà, đến bệnh viện nghĩa là chờ đợi. Thay đổi lớn nhất có lẽ chỉ là bệnh viện đã rộng rãi, thông thoáng hơn. Những cái việc mà để xếp hạng các bệnh viện đấy là thuộc do ngành y tế của các cấp quản lý. Còn riêng với đối với người bệnh chúng tôi là chỉ mong muốn một điều rằng bất kể bệnh viện nào hay hạng nào cũng thế, là muốn để làm sao là tạo điều kiện và những cái đón tiếp được bệnh nhân cho niềm nở và chu đáo hơn. Nhiều người bệnh khi được hỏi về việc xếp hạng bệnh viện cũng đều đồng tình với quan điểm trên. Điều họ quan tâm duy nhất là những người bệnh như họ sẽ được chăm sóc như thế nào. Cũng muốn là như mọi người thôi, thì nói chung là không phải đợi lâu, với cả cái chất lượng phục vụ tốt hơn là được rồi. Khám chữa bệnh thì cái chính bây giờ làm sao có nhiều bàn khám, có nhiều bác sĩ khám, nơi khám thì để giải tỏa bớt cái sự đông đúc của bệnh nhân ra, thì đỡ phải ngồi đợi nhau thì cũng chen chúc nhau. Ví dụ như là mình muốn khám sớm thì đóng cái lệ phí em khám sớm. Đấy. Là bao nhiêu tiền hả chú? 120, ở đây là thu 120. Có tiền, mua tiền cũng được. Câu nói này có thể không hoàn toàn đúng với ngành y, bởi dù người bệnh có bỏ tiền ra, họ vẫn chưa được làm khách hàng một cách xứng đáng. Sang năm 2016, các bệnh viện từ tuyến huyện sẽ thông tuyến bảo hiểm y tế. Nếu như các bệnh viện không thực sự đảm bảo được quyền lợi cho người bệnh viện đó sẽ không có bệnh nhân.